cũng như là bàn về hội nghị thượng đỉnh sắp tới của lãnh đạo các nước về vấn đề Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, khi mà nói đến Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên thì chúng ta cũng biết là ngày 27, ngày 28 cuối tháng 2 này sẽ là ngày họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un ngay tại Hà Nội, Việt Nam. Thì những tin tức dồn dập cũng cho thấy là đã có một phái đoàn ở bên phía Bắc Hàn đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho những công tác cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước và chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Kim Jong-un. Thì nguồn tin từ bên hãng tin Hàn Quốc Dân Hép đã cho biết đã có cái đoàn tiền trạm từ phía Bắc Hàn, trong đó có 12 người, có ông Kim Chang-sun, ông này là chánh văn phòng của Chủ tịch Kim Jong-un, đã vừa mới ghé qua Bắc Kinh vào tối ngày hôm trước. Và ông Kim Chang-sun là người phụ trách những công việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Kim Jong-un lần đầu tiên tại Singapore trước đây vào hồi tháng 6. Và theo Dân Hép thì tại Hà Nội, phái đoàn của Bắc Hàn sẽ làm việc với bên chính quyền của Việt Nam và thảo luận với các đại diện Mỹ về việc nào là tổ chức những kế hoạch cho những cuộc họp, rồi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào hai ngày 27 và 28 sắp tới. Và cái đoàn người tiền trạm của bên phía Bắc Hàn tới Hà Nội trên một chiếc máy bay của hãng hàng không của Trung Quốc. Và những tin tức cũng cho biết là những ngày vừa mới qua đây có rất nhiều những viên chức trong đoàn tiền trạm của phía Mỹ cũng đã đến Hà Nội. Và nhóm cuối cùng cũng đã tới Nội Bài, sân bay Nội Bài vào tối ngày hôm qua. Và đến giờ thì địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un mới chỉ được biết qua thông báo của Tổng thống Donald Trump trên Twitter trước đây vào ngày 9 tháng 2. Trong khi đó thì chưa có một lời khẳng định nào từ bên phía Bình Nhưỡng, thưa quý vị. Và khi nói đến cái cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai này, thì cái con số mà các phóng viên quốc tế đang vào Việt Nam để chuẩn bị họ hành nghề để mà lấy những cái tin tức ở ngay tại cuộc họp này thì được biết là con số này lên có thể lên tới cả hàng ngàn phóng viên. Chỉ có khoảng 2 tuần trước sự kiện thì những tin tức cho thấy là rất nhiều hãng thông tấn, báo chí quốc tế đã cử người, đã lên kế hoạch để mà cử hàng trăm phóng viên đến Việt Nam để mà tác nghiệp. Đại diện của bên truyền hình của Nhật từ giữa tháng Giêng vừa mới qua họ đã liên lạc để mà họ cho biết là cái số phóng viên của nước Nhật sẽ đến là bao nhiêu. Và từ hồi đầu tuần này, thưa quý vị, thì đại diện của hãng truyền hình của Nhật đã cử người tới Hà Nội để làm những cái bản tin phóng sự để mà gửi về. Mỗi hãng truyền hình bên Nhật thì họ cho biết là có khoảng 30 người, riêng mà NHK của bên Nhật thì họ có gửi tới cả 100 người phóng viên. Hãng thông tấn Reuters, đó là một trong những hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới, thì họ đã cử ít nhất là 40 người, 40 phóng viên cho sự kiện này. Rồi một số đài truyền hình lớn ở bên Nam Hàn cũng đã gửi người tới. Họ nói là bên Nam Hàn thì họ gửi có thể đến cả hàng trăm phóng viên nữa, thưa quý vị. Nhưng mà tổng cộng cho cái cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un mà ở Singapore hồi năm ngoái, thì con số này họ nói là tổng cộng có đến tới cả 3.000 phóng viên quốc tế đã tới Singapore để đưa tin. Và bên phía Mỹ đó thì thưa quý vị, ngoài những người mà đi theo để mà gọi là nhất cử nhất động của Tổng thống Donald Trump luôn được theo dõi kỹ càng, thì còn có những phóng viên ở từ Tòa Bạch Ốc, rồi của những hãng thông tấn, những báo chí lớn ở Mỹ như là đài CNN, CBS, ABC, NBC, New York Times và Wall Street Journal cũng sẽ có mặt tại sự kiện này để mà gửi đến cho cả thế giới và cả nước Mỹ biết đến, thưa quý vị. Những cái hình ảnh, những cái tin tức về Việt Nam, đó là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh, lần này sẽ được truyền đi trên toàn thế giới với cái ý nghĩa là lịch sử của cuộc gặp và cơ hội để cho hai bên có thể ký được một hiệp định hòa bình thay cho vấn đề thỏa thuận đình chiến của hơn 60 năm trước, thưa quý vị. Và trong những cái tin tức mà nhận được thì, thưa quý vị,
còn có một cái tin tức mà cho rằng là Tổng thống Donald Trump, ông lên tiếng và ông nói rằng ông muốn trước tiên là bên phía Bắc Hàn ngừng thử hạt nhân trước khi mà nói đến cái vấn đề là phi hạt nhân hóa tại Bắc Hàn. Và cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump, ông đã lên tiếng và ông mong muốn chuyện gì, thưa quý vị? Đó là trong ngày thứ sáu, thì Tổng thống đã đưa ra những sự kiện mà ông mong muốn, đó là ông muốn được trao giải Nobel Hòa Bình. Ông nói rằng ông xứng đáng để được trao giải Nobel Hòa Bình cho những gì mà Tổng thống Donald Trump đã làm về vấn đề Bắc Hàn và Syria. Nhưng ông cũng phàn nàn, có lẽ là chính ông sẽ không bao giờ nhận được vinh dự này từ Tổng thống Donald Trump nói lên nha, thưa quý vị. Tiếng lòng của ông, và ông cũng nói rõ là có lẽ là ông sẽ không bao giờ nhận được vinh dự này. Đó là những gì mà Tổng thống Donald Trump ông đã nói để mà khép lại cái cuộc họp báo ngay tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc sau khi mà ông tuyên bố vấn đề là ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia để mà có cái số tiền cho cái vấn đề xây dựng bức tường biên giới. Và bên cạnh đó thì ông cũng phàn nàn và ông cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã đoạt được giải Nobel Hòa Bình năm 2009 chỉ có vài tháng sau khi mà ông Obama bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên. Do đó cái lời nói của Tổng thống Donald Trump ông cũng hơi hậm hực, mà ông nói rằng là họ đã trao giải cho ông Obama, ông ta thậm chí còn không biết mình được giải vì cái gì nữa. Ông ta ở đó mới có 15 giây, kiểu điều mà những gì mà Tổng thống Donald Trump thì quý vị cũng biết là lúc nào ông cũng có những cái sự gọi là ông biểu hiện một cách nó rất là mạnh mẽ, và ông nói là chỉ mới có 15 giây mà đã nhận được giải Nobel Hòa Bình. Còn tôi, tại sao? Tôi lại được trao giải vì cái gì vậy? Thành thử là Tổng thống Donald Trump cũng đã phàn nàn. Quý vị, ông nói còn với tôi thì chắc tôi sẽ không bao giờ được giải Nobel Hòa Bình. Ông nói rõ, ông tuyên bố là ông đã cứu được 3 triệu người sống ở khu vực Idlib do phe nổi dậy nắm giữ ở Syria khỏi bị giết hại, sau khi ông cảnh báo Nga, Iran và chính phủ Syria chớ tiến hành một cuộc tấn công đã được hoạch định. Do đó ông nói, tại sao? Chẳng ai nói về chuyện đó cả. Rồi những cuộc tấn công nhắm vào khu vực Idlib vẫn tiếp diễn, dù ông Trump nói rằng các cuộc không kích chỉ nhắm vào những mục tiêu cụ thể. Đó là tại sao mà chúng ta luôn nghe những gì mà Tổng thống Donald Trump nói một chuyện, nhưng mà lại chúng ta lại thấy một cái chuyện nó hoàn toàn khác. Thưa vị, bên cạnh đó, ông còn lên tiếng, ông cho rằng Thủ tướng của Nhật Bản, ông Shinzo Abe, đã trao cho ông một cái bản mà Tổng thống cho rằng là một bản đẹp nhất của một bức thư dài 5 trang. Trong đó, ông Shinzo Abe đã đề cử Tổng thống Donald Trump cho giải Nobel Hòa Bình vì khởi động các cuộc đàm phán và giảm bớt cái sự căng thẳng với bên phía Bắc Triều Tiên. Nguyên văn Tổng thống Donald Trump nói, quý vị biết sao không? Bởi vì ông Shinzo Abe đã bị phi đạn và hỏa tiễn bay ngang qua Nhật Bản, và giờ đây với những gì mà Tổng thống làm thì đột nhiên Nhật Bản cảm thấy yên tâm và an toàn, và chính tôi làm điều đó, thưa quý vị. Và Tổng thống còn nói thêm rằng chính quyền của ông Obama đã không thể nào làm được như vậy. Tòa Bạch Ốc đã từ chối bình luận thêm về lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump, đã nói rằng là ông Shinzo Abe đã đề cử ông, và một phát ngôn viên Đại sứ quán Nhật Bản nói là không có một thông tin nào về một bức thư như vậy. Quý vị có thấy điều này chúng ta cũng không có ngạc nhiên, phải không quý vị? Rồi tiếp tục, Tổng thống Donald Trump còn nói, nhiều người khác cũng thấy vậy, chắc tôi không bao giờ đạt được giải Nobel Hòa Bình, nhưng cũng chẳng sao. Đó là những gì mà Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã tuyên bố, ông cũng đã càm ràm, ông cũng đã nói lên cái tiếng lòng của ông ở ngay tại Vườn Hồng trong ngày hôm qua, là tôi muốn được trao giải Nobel Hòa Bình, mặc dù tôi biết là sẽ không bao giờ được cái vinh dự này. Đó là một cái câu chuyện, một cái bản tin vui mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị thính giả.
Và bước qua những cái tin tức mà liên quan đến nước Mỹ thì một cái chuyện đau buồn lại xảy ra vào ngày hôm qua nữa thưa quý vị, đã làm cho ít nhất 5 người bị thiệt mạng và 5 cảnh sát đã bị thương. Đó là một vụ xả súng đã xảy ra ở ngay tại khu vực ngoại ô của Chicago, của tiểu bang Chicago. Vụ xả súng này diễn ra ngay tại khu nhà kho của công ty có cái tên là Henry Pratt, một trong những công ty sản xuất công nghiệp lớn nhất ở nước Mỹ, ở ngay tại thị trấn Aurora, cách thành phố Chicago khoảng mấy chục dặm, thưa quý vị. Và theo những nhân chứng cho biết, thì vào thời điểm mà xảy ra cái vụ tấn công này, có khoảng 30 người ở khu nhà này. Một số người may mắn họ đã trốn thoát ra ngoài cửa sau. Và nghi phạm đó là tên Gary Morton, 45 tuổi, đã bị tiêu diệt. Và tên này cũng là nhân viên của công ty này. Và hiện nay thì chưa rõ là động cơ của vụ tấn công xả súng này đã làm cho 5 người bị chết và có 5 cảnh sát bị thương trong vụ việc này. Và bên cạnh đó thì về vụ ông Paul Manafort, thì tòa án mà phán quyết mà trong ngày hôm qua Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị, thì hiện nay ông Paul Manafort, ông sẽ bị có những cái vấn đề mà kết tội của ông như thế nào. Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi. Và thưa quý vị, liên quan đến ông Paul Manafort thì thưa quý vị, tòa án đã phán quyết rằng là ông Manafort đã cố tình khai man trong thời gian mà chính ông lên tiếng là ông muốn hợp tác với lại ông Mueller. Thành thử cựu chủ tịch vận động tranh cử của ông Donald Trump, ông Paul Manafort cố tình đã khai dối với lại FBI, với công tố viên đặc biệt Robert Mueller và bồi thẩm đoàn theo phán quyết của thẩm phán liên bang bà Amy Berman Jackson. Và thưa quý vị, sau đây là 5 vấn đề mà ban điều tra của ông Mueller đã cáo buộc là những gì mà ông Paul Manafort đã khai man. Thứ nhất, 125.000 Mỹ Kim được tổ chức Super PAC ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump chi trả cho một công ty truyền thông chính trị trong thời gian vận động tranh cử, nhưng sau đó lại được dùng để trả cho chi phí pháp lý cho ông Paul Manafort vào năm 2017. Và ông Manafort đã đưa ra 3 lời khai khác nhau với các nhà điều tra về nguồn gốc của số tiền này. Và thẩm phán đã đứng về phía ông Mueller trong vấn đề này. Điều thứ hai, âm mưu với Konstantin Kilimnik gây ra một sự ảnh hưởng, một sự xáo trộn nhân chứng. Vào tháng 6, thì ông Mueller đã khởi tố ông Manafort và Konstantin Kilimnik, một cộng sự rất là lâu năm của ông Manafort, người mà cơ quan FBI tin là có quan hệ mật thiết với tình báo Nga, tội âm mưu cản trở vấn đề công lý. Ông Mueller cũng đã cáo buộc hai người này khuyến khích các nhân chứng đưa ra những lời khai sai liên quan đến công việc của họ cho chính phủ của Ukraine trước đây. Và khi mà thỏa thuận nhận tội vài tháng sau, ông Manafort thừa nhận là cáo buộc này có thực. Tuy nhiên, sau khi mà thỏa thuận nhận tội thì Manafort lại thay đổi câu chuyện, khai rằng Konstantin Kilimnik thực sự không cố tình phạm tội. Và lúc này theo lời của công tố viên Wiseman thì Manafort lại không muốn cung cấp bất cứ bằng chứng nào có thể chứng minh cho ông Kilimnik. Và lý do tại sao, vì lúc đó ông Manafort nghĩ rằng ông sẽ được Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, có thể là tha tội cho ông ta. Sau khi tư vấn với luật sư, ông Manafort lại quay trở lại câu chuyện đã khai với các nhà điều tra trong thỏa thuận nhận tội. Vì vậy, bên mà bị tuyên bố đây chẳng qua là sự hiểu lầm lại đã được nhanh chóng sửa chữa lại. Bà thẩm phán Berman Jackson cũng đứng về phía ông Manafort trong cái mục này, cho rằng văn phòng của ông Mueller đã không đưa ra được bằng chứng rõ ràng cho thấy là ông Manafort đã khai man. Và vấn đề thứ ba, đó là trao đổi giữa Manafort và Kilimnik từ năm 2016 cho đến năm 2018. Thì toán điều tra của ông Mueller đã cáo buộc là trong thời gian này, ông Manafort đã nhiều lần trao đổi với Kilimnik về kế hoạch hòa bình cho Ukraine
và Manafort đã chia sẻ dữ liệu thăm dò vận động tranh cử với lại Kilimnik. Tuy nhiên, theo lời của ông Andrew Westman, thì thưa quý vị là công tố viên, thì vào ngày 2 tháng 8 của năm 2016, hai người này có một cuộc gặp gỡ với cấp phó của Manafort trước đây, đó chính là ông Rick Gates ngay tại Manhattan. Và cuộc họp này lại đi xa hơn những gì mà họ đang diễn ra và đi vào trọng tâm những gì mà văn phòng của công tố viên đặc biệt Mueller đang điều tra. Và cuộc họp này diễn ra vào thời điểm bất thường với một người mà cơ quan FBI tin là có quan hệ với tình báo của nước Nga. Mục đích của kế hoạch hòa bình dường như là để giúp giải quyết xung đột cho giữa Nga và Ukraine về các điều khoản có lợi cho Nga và rồi cho phép nhấc bỏ chế tài chống lại nước Nga. Và trong vấn đề thứ ba này thì thẩm phán Jackson đứng về phía ông Mueller trong vấn đề này. Vấn đề thứ tư là một cuộc điều tra khác của Bộ Tư pháp. Manafort cũng cung cấp thông tin liên quan đến một cuộc điều tra khác của Bộ Tư pháp, nhưng rồi Manafort lại thay đổi câu chuyện để một cá nhân trong đó không dính líu tới nữa. Chưa rõ nhân vật này là ai, nhưng theo biên bản điều trần đã được bôi đen thì có thể liên can đến ban vận động tranh cử hoặc là ngay cả chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Vấn đề này, bà thẩm phán Jackson cũng đứng về phía ông Mueller. Vấn đề thứ năm là liên lạc trực tiếp với nội các của Tổng thống Donald Trump. Công tố viên Mueller đã cho rằng ông Manafort khai chưa bao giờ liên lạc trực tiếp hoặc là liên lạc gián tiếp với bất cứ một viên chức đương nhiệm nào trong chính phủ của Tổng thống Trump, nhưng ít nhất đã có một vài lần liên lạc trực tiếp đã diễn ra. Các luật sư của bên ông Manafort lại phản biện rằng là họ hiểu sai một số trao đổi. Thẩm phán Jackson về vấn đề này thì đứng về phía ông Manafort vì văn phòng của ông Mueller không trưng ra được chứng cứ hiệu quả cho thấy là bên bị khai man. Cựu chủ tịch vận động tranh cử của ông Donald Trump vẫn ở trong tù 8 tháng qua và theo dự tính thì phiên tuyên án ở Washington sẽ diễn ra sắp tới đây vào ngày 13 tháng 3 và phiên tuyên án ở Virginia thì hiện nay chưa có biết được ngày nào, thưa quý vị. Thành thử ngay ở thời điểm hiện tại là tòa phán quyết Manafort đã cố tình khai man trong thời gian hợp tác với lại ông Mueller. Và sự kiện này thì chúng tôi cũng sẽ luôn cập nhật đến cho quý vị thính giả. Và tiếp tục thì Lê Ngọc sẽ mời anh Việt Linh trở lại với lại quý vị thính giả. Và trong ngày thứ Bảy hôm nay thì một đề tài rất là thú vị, thưa quý vị, mà anh Việt Linh sẽ gửi đến cho quý vị. Có lẽ đó là một cái đề tài mà Lê Ngọc sẽ mời anh Việt Linh gửi đến. Kính thưa quý vị thính giả, là những người con hiếu thảo, ai cũng thương yêu cha mẹ mình, muốn báo đáp, phụng dưỡng, chăm lo cho cha mẹ khi tuổi về già, sớm hôm gần gũi. Nhưng cuộc sống ở xứ người thì không phải ai muốn cũng đều có thể làm như vậy được. Vì phần do cơm áo gạo tiền, phần vợ chồng, mỗi người làm một job với giờ giấc khác nhau, con cái học nhiều trường với giờ giấc khác nhau. Và không ai có thể ở nhà trong những ngày làm việc để chăm chút cho cha mẹ già, chén cơm, ly nước, cho uống thuốc, hay khó khăn hơn nữa là lo việc vệ sinh thân thể tiêu tiểu khi bệnh hoạn. Không thể tự làm một mình, lực bất tòng tâm, nên rồi cũng phải bắt buộc hay miễn cưỡng chấp nhận việc đưa cha mẹ mình vào nursing home, nhà dành cho người già, để tiện bề chăm sóc bởi những nhân viên chuyên môn. Con cái sẽ yên tâm hơn để đi làm. Nhưng song song với sự tiện lợi này, thì có mấy ai nghĩ đến một sự việc khó khăn nếu cha mẹ mình sẽ gặp phải những điều trắc trở, bị bạc đãi, hay bị lạm dụng, hay thậm chí bị đối xử tàn tệ về tinh thần lẫn thể xác trong những nhà nursing home. Việt Linh
muốn mượn bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức để nói lên tình trạng này, hầu đánh động sự quan tâm của những người con cần có một cái nhìn sâu sắc hơn, sự quan tâm đặc biệt hơn đối với cha mẹ mình nếu phải rơi vào hoàn cảnh này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị thính giả, bạc đãi người cao tuổi là một vấn đề thường xảy ra trong mọi xã hội, nhưng người ta hay tránh né, không muốn nói tới hoặc tìm hiểu thêm. Nhiều người lại không tin, cho là làm gì có chuyện bạc đãi đó. Thực tế thì riêng tại nước Mỹ, hàng năm có cả từ nửa triệu cho tới 1 triệu người già bị bạc đãi, nhưng rất ít trường hợp được phát giác. Trong tương lai, con số này sẽ cao hơn vì tổng số những người cao tuổi trên khắp thế giới mỗi ngày một gia tăng. Theo định nghĩa chung, bạc đãi người già là một sự cố tình đối xử tàn tệ và gây thiệt hại về tinh thần lẫn thể xác cho nhóm người này. Sự bạc đãi có thể xảy ra một lần hoặc tái diễn. Đôi khi, hành động không tốt xảy ra vì vô tình, vì không hiểu thấu đáo cách săn sóc người cao tuổi, vốn đã có sức khỏe kém, sống phụ thuộc vào người khác. Thưa quý vị, nạn nhân của sự lạm dụng thường là ở lứa tuổi trên 60, nhiều nhất là tuổi 80. Nạn nhân nữ nhiều hơn nam, da trắng nhiều hơn da màu. Người già gốc Á Châu được coi là ít bị ngược đãi. Có lẽ nhờ con cháu còn giữ được truyền thống nhớ ơn và phụng dưỡng các đấng sinh thành. Đa số nạn nhân đều suy yếu về sức khỏe thể xác, có một vài rối loạn về tâm thần. Họ cũng có khó khăn về vấn đề tài chánh, nhiều khi phải phụ thuộc vào thân nhân. Họ thường sống xa với xã hội, đôi khi sợ bị bỏ rơi, nên cắn răng chịu đựng, không dám than phiền. Người lạm dụng, bạc đãi, phần lớn lại là thân nhân. Và sự bạc đãi thường xảy ra ở ngay trong môi trường gia đình. Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu được công bố năm 1998 tại Hoa Kỳ, thì tỷ lệ con cái bạc đãi cha mẹ lên đến 43%. Vợ chồng già đối xử không tốt với nhau là 30%. Một điểm đặc biệt nữa, thưa quý vị, theo nghiên cứu này, thì sự bạc đãi ở ngoài gia đình, nhà người già, viện điều dưỡng người cao tuổi, chương trình sinh hoạt ban ngày, hoặc trong các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, lại rất thấp. Và số nam giới đối xử xấu tính với người nữ nhiều hơn. Vậy những yếu tố nào đưa đến sự bạc đãi? Với người cao tuổi, nhận được sự chăm sóc của thân nhân, con cái, thì ta thấy có nhiều lý do đưa đến sự bạc đãi. Người chăm sóc quá kiệt sức, bị căng thẳng vì hàng ngày phải liên tục lo lắng cho người già mà không được nghỉ ngơi, không có sự tiếp tay của người khác, có khó khăn về kinh tế, sợ mất việc vì phải bỏ nhiều thời giờ nghỉ ở nhà để chăm sóc người thân, nên chuyển sự bực bội sang họ, hoặc sống chung trong một căn nhà nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho mọi người, thấy mình như bị bắt buộc phải lãnh trách nhiệm lo cho người thân, mặc dù hoàn cảnh không cho phép. Đôi khi chính người chăm sóc lại có vấn đề với rượu chè, hút sách, có rối loạn tâm thần hoặc cũng đã từng bị bạo hành khi còn nhỏ. Trong nhà, dành cho người cao tuổi thì sự đối xử không tốt thường xảy ra khi nhân viên làm việc quá sức, làm việc nhiều giờ liên tục lại không được trả lương thỏa đáng. Bực mình vì sự ngang bướng, cứng đầu, đòi hỏi quá đáng của người già. Đôi khi nhân viên làm việc kém chu đáo vì không được huấn luyện cách chăm sóc những người đã già mà lại có sức khỏe suy nhược.
và có bao nhiêu hình thức bạc đãi khác nhau. Kính thưa quý vị, thứ nhất là nói về thể xác, đụng chạm, tiếp cận tới cơ thể nạn nhân một cách không thích hợp, như là cắn, đánh, đấm, đạp, tát, xô đẩy người cao tuổi. Với sự lạm dụng này, nạn nhân có thể mang nhiều thương tích trên mình như các vết bầm, vết cắt, sưng trên da, vết da cháy phỏng do đầu thuốc lá, hóa chất, thương tích không biết lý do như gãy xương, bầm trên mắt, vết cào cấu trên da. Nhiều nạn nhân gầy ốm vì thiếu ăn, khô nước vì bị bỏ đói khát. Trong trường hợp này, người lạm dụng thường hay kiếm cách che đậy, không đưa nạn nhân đi nhà thương, không cho thân nhân thăm người già riêng rẽ. Ấp úng không giải thích được những dấu hiệu thương tích trên người nạn nhân. Nạn nhân thì lo sợ, không dám nói ra và còn tìm cách tránh né bạn bè, thân nhân. Phần thứ hai, lạm dụng tình dục. Người già bị lợi dụng để làm tình dưới nhiều hình thức mà không có sự đồng ý, như hãm hiếp, sờ soạng. Nạn nhân có mang các thương tích nơi cơ quan sinh dục, ngực, quần áo bị xé rách với nhiều vết máu, đi lại, đứng ngồi khó khăn. Nạn nhân thường sợ hãi khi phải đối diện với người khác phái. Và phần hành hạ tâm thần, dùng những lời nói cay nghiệt, lăng mạ, làm nhục, làm mất uy tín, mất tự tin, đe dọa, gây sợ hãi, cô lập nạn nhân. Trước những hoàn cảnh này, nạn nhân thấy bất lực, lo sợ, buồn rầu, tự cô lập vì sợ hãi. Đôi khi, họ trở nên mất định hướng, rối loạn, không nói được, không diễn tả được tâm trạng lo âu của mình. Kế tiếp là chuyện lợi dụng tiền nong. Khi được người thân tín nhiệm, giao cho việc quản trị chi thu, thì lại lạm dụng, ăn bớt ăn xén, biển thủ, mạo chữ ký, lấy trộm, dối trá, mua một nói mười để thủ lợi. Vì lòng tham, đôi khi không lo thực phẩm đầy đủ, bớt xén cung ứng các nhu cầu thường nhật, nhưng vẫn kê khai chi tiêu lớn. Có trường hợp, người lạm dụng còn làm những chuyện phi pháp như đổi di chúc, lạm dụng giấy ủy quyền để lấy phần lợi cho mình. Thưa quý vị, ngoài sự lạm dụng cố tình, đôi khi cũng có những lỗi lầm chăm sóc do chảnh mảng, do không biết tường tận tình trạng của người già, do bị quá căng thẳng, không có đủ thì giờ ngủ và nghỉ. Sự lạm dụng ở nhà điều dưỡng người già cũng thường xảy ra và cũng có những hình thức như vừa kể, cộng thêm việc cho người già dùng nhiều thuốc an thần hoặc trói buộc bằng dây để trấn áp người già. Khi vào thăm một số cơ sở điều dưỡng người cao tuổi, chúng ta thấy các vị này ngủ nằm ngủ ngồi vì được cho uống thuốc ngủ, ngõ hầu khỏi quấy rầy nhân viên. Làm sao chúng ta có thể có thấy được những dấu hiệu rằng có sự lạm dụng trong đó? Theo lệ thường, người cao tuổi bị bạc đãi ít khi than phiền, tố cáo vì nhiều lý do. Một số cảm thấy ngượng ngùng, bối rối khi đề cập tới việc bị bạc đãi. Một số ngại bị trả thù. Một số không đủ khả năng để khai hoặc không ý thức được là mình đang bị đối xử tồi tệ. Một vài dấu hiệu có thể khiến ta nghĩ rằng có lạm dụng, như nạn nhân có những thương tích không giải thích được, bệnh tình đột nhiên trầm trọng hơn, gầy yếu hơn không có lý do, vệ sinh cơ thể tồi tệ, sống cô lập, sợ sệt, mất định hướng, rối loạn tâm trí, hoang tưởng, buồn rầu, trầm cảm. Và chính quyền đã làm gì với những vấn đề lạm dụng này? Thưa quý vị, sự đối xử tồi tệ với người cao tuổi đã được chính quyền các quốc gia lưu tâm, và vấn nạn lạm dụng
đã được luật pháp bảo vệ. Mới đây, tại tiểu bang California, cơ quan tư pháp đã mở một cuộc kiểm tra các nhà điều dưỡng dành cho người già. Kết quả cho thấy, 1/3 các cơ sở này đều có những vi phạm trầm trọng trong việc chăm sóc người cao tuổi. Riêng tại Hoa Kỳ, mỗi tiểu bang đều có biện pháp trừng trị kẻ lạm dụng người già. Nhân viên y tế nghi ngờ có dấu hiệu lạm dụng đều phải thông báo với nhà chức trách. Chính phủ cũng dành ngân khoản trợ cấp cho các tổ chức bảo vệ người già bị lợi dụng. Có những đường dây điện thoại khẩn cấp để giúp khám phá cũng như báo cáo khi bị lạm dụng. Một số điện thoại miễn phí cho liên bang là số 800-677-1116. Vài tiểu bang còn có luật trừng phạt tù và tiền khi biết mà không báo cáo những trường hợp đối xử tồi tệ với người cao tuổi. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta có vài điều cần lưu ý như sau. Tại các quốc gia, hầu hết người cao tuổi đều sống một mình hoặc với thân nhân, và chỉ có khoảng 10% sống trong các nhà dành cho người già. Cho nên, sự đối xử tệ nếu có thường xảy ra ở nhà. Để tránh tình trạng này, chúng ta cần lưu ý giải quyết những hoàn cảnh tạo ra sự việc nhờ thân nhân tiếp tay trong việc chăm nuôi, để tránh cảnh một mình phải gánh chịu mọi công việc từ trông nom đến cung cấp mọi nhu cầu vật chất. Sớm phát giác những dấu hiệu khó khăn về phần mình như căng thẳng, mệt mỏi trong việc chăm nuôi, cầu cứu giúp đỡ ngay khi cần. Khi đi thăm thân nhân trong nhà người già, nên thăm dò xem nhân viên có được huấn luyện chu đáo cách thức săn sóc hay không. Hỏi thân nhân mình coi nhân viên đối xử ra sao, phát hiện những triệu chứng, dấu hiệu bất thường trên cơ thể người già. Và về phần những người cao tuổi, cũng cần cảnh giác những điều sau đây. Khi sống một mình, cửa ngõ cần luôn luôn cài đóng, nhất là ban đêm. Không mở cửa cho người lạ. Khi nghi ngờ có người theo dõi mình, thì báo cho thân nhân hay ngay. Tìm hiểu xem trong khu phố có chương trình hàng xóm canh chừng cho nhau, để khi cần thì liên lạc nhờ giúp đỡ. Khi sống với thân nhân mà nghi ngờ bị lợi dụng, thì nói cho bạn bè hoặc người thân khác hay, và yêu cầu họ tới thăm mình thường xuyên hơn, để tránh hoặc giảm thiểu sự đối xử tồi tệ. Kính thưa quý vị thính giả, sống tới tuổi cao thì đó cũng là điều ai cũng mong muốn. Nhưng muốn mà để bị lệ thuộc rồi bị lạm dụng thì lại là một điều đáng tiếc. Cho nên có nhiều vị cao niên nghĩ rằng đa thọ đa nhục là vì vậy. Thật là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày. Giờ đây, đốt đuốc đi tìm chắc cũng ít thấy cảnh quạt nồng ấm lạnh của người hoàng hương, hoặc biết chịu sự kham khổ để dành miếng ngon miếng lạnh mà nuôi cha mẹ của Mao Nhung. Đáng buồn thay. Kính thưa quý vị thính giả, nói đến nursing home, nhà nuôi người già, thì những người cao tuổi sẽ cảm thấy buồn vì biết rằng nỗi cô đơn trống vắng sẽ càng nhiều hơn, vì họ sẽ không còn được nhận sự chăm sóc thương yêu của con cháu, vì sẽ không còn được những bữa cơm gia đình ấm cúng bên con cháu. Họ buồn vì nhiều thứ lắm. Nhưng vẫn có một người phụ nữ, một người già đúng nghĩa, bị tai biến mạch máu não từ 20 năm qua. Trí nhớ không còn, không còn biết vui hay buồn. Nhưng bà vẫn biết mình là người đàn bà hạnh phúc nhất khi bên cạnh bà vẫn còn một người đàn ông. Một ông già, một ông chồng đã gắn bó với bà 66 năm qua
với 16 đứa con. Và 20 năm qua, kể từ khi bà vào nursing home, thì người đàn ông này vẫn cần mẫn vào ra nursing home đúng giờ để thăm bà, để đọc sách cho bà nghe. Ông ta là ai? Việt Linh xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài viết 20 năm vào ra nursing home, mỗi ngày thăm vợ, của nhà văn Huy Phương. Kính thưa quý vị thính giả, họ đã đi với nhau một đoạn đời 66 năm, đã có với nhau 16 đứa con, vừa sống vừa chết. Xuất thân trong một gia đình buôn bán ở xứ đạo Bùi Chu. Gia đình neo người, nên họ kết hôn từ lúc chàng trai mới 16 tuổi và cô gái lên 14. Năm nay, ông đã 82 và bà cũng được 80. Nhưng 20 năm ở cuối chặng đường, chữ nghĩa nặng hơn chữ tình. 20 năm, mỗi ngày bà lặng lẽ trong thế giới riêng của mình. Và ông thì mỗi ngày cần mẫn vào ra nursing home đúng giờ giấc. Nhưng hai người không hề trao đổi với nhau một câu chuyện hay một lời tâm tình nào. Từ 20 năm nay, bà bị tai biến mạch máu não, khuôn mặt thay đổi, trí nhớ không còn. Bà được y tá đẩy xe lăn từ giường bệnh ra phòng tiếp khách, nơi có đầy đủ ánh sáng và người qua lại để thay đổi không khí cho bà vui. Và có lẽ vui hơn mỗi buổi sáng khi ông ngồi cạnh bà, đọc cho bà nghe vài trang kinh thánh hay một mẩu chuyện trong cuốn sách mà ông mang theo. Bà có nghe, có hiểu hay không cũng không ai biết. Không thấy bà cao mặt hay mỉm cười. Những lúc ông từ giã ra về, bà đưa cánh tay lên, nói những lời không nghe rõ như muốn giữ ông lại. Còn những lúc ông vào thăm, ông biết bà mừng rỡ nhưng không thốt ra được lời nói, nên ông phải lựa lời lúc từ giã. Tôi về uống thuốc nghe. Tôi đi bác sĩ nghe. Cũng như lúc vào ông hay nói. Nào hôm nay bà có khỏe không? Bà không nói gì, nhưng chắc hẳn thấy vui khi có ông ngồi bên cạnh. Và ông như chiếc kim đồng hồ đều đặn, mỗi ngày đều có mặt ở đây. Tên ông là Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1930 tại Bùi Chu, Nam Định. Bà Nguyễn Thị Tuất, nhỏ thua ông 2 tuổi, người cùng quê với ông. Mặc dù là một người kinh doanh giỏi, cuộc đời 2 lần di cư trước năm 1975, ông đã thành công trên thương trường, qua đến Mỹ, nuôi được một đàn con 11 trai gái, ăn học thành tài. Ở nơi ông thể hiện một con người chân chất thật thà của một người làm nghề biển. Ông kể chuyện, hồi di cư vào Nam, tàu ông Diệm lớn lắm, đậu ngoài khơi. Chúng em đi tàu nhỏ ra và được kéo lên tàu. Mất 2 ngày 2 đêm, tàu mới đến Cap Saint Jacques, là tên cũ của Vũng Tàu. Chính phủ cấp tiền nơi tạm cư và đồng bào, tùy vào hoàn cảnh chọn lựa nơi sinh sống. Chúng em làm nghề biển ở Nam Định, thấy Vũng Tàu đẹp đẽ, dân cư hiền hòa, dễ làm ăn, nên ở lại đây. Thuở ban đầu, gia đình chỉ làm nghề xúc tép cũng đủ sống. Tiền trợ cấp dựng được một ngôi nhà lá, từ nhà lá lên nhà ngói, rồi nhà lầu. Chỉ 4 năm sau, đã có tiền mua đất, cả một hòn núi nhỏ ở bãi trước, thuê công binh quân đội, bỏ cốt mìn phá núi, xây nhà lầu khang trang. Nhưng đó cũng là năm gia đình em chịu mất mát nhiều nhất. Trong 4 năm liền,
vợ em sinh ba đứa con, không đứa nào nuôi được quá 3 tháng. Ông Thịnh dù đã lớn tuổi nhưng có thói quen xưng em với tất cả mọi người. Hồi đó, gia đình em làm nghề bán mái tàu loại lớn đi biển, đóng tàu rồi mua đi bán lại nên cuộc sống rất khá giả. Vào những ngày cuối cùng trước khi rời Việt Nam, nhà có đến 3 chiếc tàu trọng tải khoảng 300 tấn. Nếu vượt biển, có thể chở hàng trăm người nên chuyện ra đi quá dễ dàng. Rời Vũng Tàu vào khoảng trưa ngày 29. Khi ra tàu, còn thấy du kích Việt Cộng chạy trên bờ. Trên tàu có đủ 10 đứa con và gia đình nội ngoại. Ra khơi chừng 3 cây số, đã có tàu Mỹ đón. Cuộc đời mình không ngờ lại có chuyện ra đi lần thứ hai. Đến Mỹ, ông bà Nguyễn Văn Thịnh sinh được thêm 2 người con nữa. Như vậy là đủ nhân số cho một tiểu đội tác chiến. Cách đây 2 năm, người con trưởng của ông qua đời vì bệnh ung thư. Nên ngày nay, ông bà chỉ còn lại 11 người con. Tất cả đã thành đạt và đều sinh sống, làm việc quanh quẩn trong vòng quận Cam. Ông bà Thịnh có hơn 30 đứa cháu nội ngoại mà ông khó mà nhớ hết tên tuổi chúng nó. Tuy đàn con trai, gái có nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, mời ông Thịnh về ở chung, nhưng ông đều từ chối. Ông thuê một căn phòng nhỏ cách nursing home có 5 phút lái xe, tự lo bữa ăn hàng ngày cho mình để có thể dễ dàng đến thăm vợ mỗi ngày. Đúng 9 giờ sáng, ông có mặt bên vợ. 12 giờ trưa, sau khi bà dùng bữa xong, y tá đỡ bà về phòng nghỉ, thì ông ra về. Chiều lại vào, sợ vợ trông, hay chính ông cũng cảm thấy lòng không yên. Tuy đồng con, nhưng ông không tin. Khi ông qua đời trước bà, khó có đứa nào đều đặn sớm hôm bên cạnh bà, an ủi bà như ông đã từng làm. Tuy đã 82 tuổi, nhưng trong ông Thịnh vẫn còn minh mẫn, lanh lẹ, còn lái xe được. Nhưng vì sao ông lại có ý nghĩ như vậy? Ông Thịnh cho biết, em biết một bà cụ năm nay đã 90 tuổi, bị tai biến đã 28 năm, tưởng không qua khỏi, nhưng bà vẫn sống cho đến nay, dù phải nằm một chỗ. Tuy vẫn nhờ nền y tế ở Mỹ là chủ yếu, nhưng cánh đàn ông như mình có lẽ dễ đi hơn. Đó chính là mối lo của em. Nếu em đi là do ý Chúa, nhưng chỉ tội cho bà ấy. Tôi quay sang hỏi ông Nguyễn Na, người phụ trách phần bệnh nhân người Việt về tỷ lệ nam nữ vào nursing home này. Ông cho biết bệnh nhân hết 70% là nữ, chỉ có 30% nam hay ít hơn. Đồng ý với ông Thịnh, ông nói có lẽ đàn ông dễ chết hơn phụ nữ. Người chồng tử tế, chỉ sợ mình chết sớm, trong khi còn người vợ ốm đau, quạnh hiu tuổi già trong nursing home không ai lo lắng.